Xin chào các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt trong phòng sinh thường của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ nhân vật chính ngày hôm nay nhé. Đó là mẹ bầu Trần Thị Huệ các bạn ạ. Theo quan sát của chúng tôi thì các cơn co và cơn cò của chị Huệ cũng đã xuất hiện khá là nhiều rồi. Các bạn hãy comment thả tim để động viên và cổ vũ tinh thần cho mẹ Huệ để ca vượt cạn có thể diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ, mẹ tròn con vuông các bạn nhé. Mấy hôm không đi ngoài được không? Vâng. Nhưng giúp hồi bông là con ăn không được tay không biết được. Còn một khoa ngạc đề thai để cho giá ra bốn. Khỏe lắm không có đấy. Cắt đi, cắt đi. Cắt mạnh lên. Cố gắng lên đâu con đi rồi, đừng dừng lại em. Các bác sĩ cũng như là điều dưỡng của Thu Cúc lúc này đang hướng dẫn tích cực cho chị Huệ về cách hít thở cũng như dặn đẻ sao cho đúng để em bé trao đời nhanh mà mẹ lại không bị mất sức quá nhiều đấy ạ. Như các bạn cũng đang thấy trên màn hình thì mẹ Huệ của chúng ta đang thực hiện rất tốt các bạn ạ. Chị Huệ hãy cố lên ạ, chỉ một lát nữa thôi thì con sẽ chào đời. Và các bạn ơi, hãy cùng với chúng tôi đếm ngược khoảnh khắc thiêng liêng này với chị Huệ nhé. Mẹ giỏi đến đây rồi, mẹ giỏi đi rồi, mẹ giỏi ra đây rồi. Rồi nó đi nào. Bạn không phải này. Nào, Huệ ơi, đây thôi. Nào dặn nào. Nào từ từ nào, nhẹ nhàng. Dài thôi, nhẹ nhàng. Thôi, rồi. Không phải nữa. Chia tiêm. Để nguyên đùi cho chị đi em. Vâng, như vậy là em bé nhà chị Huệ đã chào đời rồi các bạn ạ. Là một bé gái và chị Huệ của chúng ta rất là giỏi đúng không nào? Xin được chúc mừng chị Huệ cùng với gia đình đã đón thêm một thành viên mới. Lúc này thì con đang được các cô điều dưỡng vệ sinh sơ bộ lau gây bám trên người. Việc lau gây sẽ đảm bảo cho em bé sạch sẽ, loại bỏ được nước ối và chất gây từ bào thai của mẹ, tạo cho con những phản xạ tốt đầu đời đấy ạ. Sau khi lau gây xong thì con sẽ được đóng bỉm để chuẩn bị cho bước tiếp theo, đó là khám sức khỏe. Lúc này thì bác sĩ Nhi đang thực hiện khám sức khỏe đầu đời cho con, kiểm tra các bộ phận chỉ số của cơ thể, phản xạ nữa để đảm bảo là quá trình phát triển sau này của con thuận lợi đấy ạ. Vâng, và các bác sĩ thì đánh giá chỉ số của con rất là tốt, không có vấn đề gì bất thường và chị Huệ có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của con các bạn ạ. Bé gái của chúng ta ngày hôm nay thì trộm vía là có khuôn mặt bụ bẫm, làn da trắng và đôi môi đỏ rất là đáng yêu đúng không nào? Các bạn đừng quên comment, thả tim và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến em bé. Chúc cho em bé hay ăn chóng lớn nhé! Hoàn tất thủ tục thăm khám thì lúc này con sẽ được nhanh chóng cuốn khăn để chuẩn bị bước tiếp theo, đó là đi cân. Các bạn có tò mò cân nặng của con không ạ? Hãy cùng comment và dự đoán với chúng tôi nhé. Vâng, vậy là sau khi trừ khăn quấn ngoài thì em bé nặng 3,4 cân đấy ạ. Mẹ Huệ của chúng ta đã rất giỏi đúng không nào? Một lần nữa xin được chúc mừng chị Huệ và gia đình đã đón thêm một thành viên mới là một bé gái xinh xắn và đáng yêu. Hiện giờ thì con đang được thực hiện da kề da với mẹ rồi. Có lẽ là em bé thì đã cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của mẹ, nên là con rất hợp tác và nằm rất ngoan trên lồng ngực của mẹ rồi đấy ạ. Còn gì hạnh phúc hơn khi được ôm sinh linh bé nhỏ mới chào đời của mình vào lòng. Hai mẹ con truyền cho nhau hơi ấm, sự kết nối đầu tiên qua những lần áp da như thế này. Có lẽ đây là những giây phút đáng nhớ nhất của bất cứ người phụ nữ, người mẹ nào. Thực sự rất thiêng liêng và đáng trân quý các bạn ạ. Trong lúc ngắm nhìn khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con chị Huệ thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với câu hỏi của một bạn khán giả với nội dung là sinh thường sau bao lâu thì có sữa.
Vâng, và sữa mẹ là nguồn dưỡng chất quan trọng và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng sau sinh cho bé. Khoảng 2 đến 4 tiếng sau sinh thì lượng sữa mẹ bắt đầu dồn về. Đây là lúc các bác sĩ khuyên mẹ nên cho con bú để kích thích lượng sữa ra nhiều hơn. Trong sữa mẹ thì có các chất dinh dưỡng mà sữa bột không có. Ngoài ra thì sữa mẹ còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ đường tiêu hóa, chống lại các tác nhân gây bệnh cho bé và giúp bé phát triển khỏe mạnh nữa đấy ạ. Với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ thì các mẹ có thể giải đáp được thắc mắc sinh thường sau bao lâu thì có sữa rồi đúng không ạ? Nếu các mẹ muốn tìm hiểu thêm về thai sản trọn gói của Thu Cúc cũng như các vấn đề trước và sau sinh thì hãy nhanh tay comment inbox nhé. Chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất ạ. Tiếp theo thì chị Huệ đang cùng với điều dưỡng kiểm tra các thông tin trên vòng định danh trước khi đeo. Trước khi đeo vòng định danh vào tay của mẹ thì điều dưỡng của chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ thông tin với mẹ. Vòng định danh sẽ được lưu giữ cho đến khi mẹ ra viện, giúp các mẹ yên tâm trong quá trình lưu viện đấy ạ. Như vậy là các công đoạn trong phòng sinh của con đã hoàn tất rồi. Các bác sĩ và điều dưỡng của chúng tôi sẽ theo dõi thêm một chút về tình trạng sức khỏe cũng như là phản xạ của con trước khi đưa con ra ngoài gặp gia đình. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm kỹ hơn gương mặt đáng yêu của thiên thần nhí nhà chị Huệ các bạn nhé. Đặc biệt là tất cả hình ảnh của con, những biểu cảm đáng yêu nhất, giây phút con cất tiếng khóc chào đời đều sẽ được Thu Cúc lưu giữ và trân trọng. Đây là một trong những tiện ích hoàn toàn miễn phí của dịch vụ thai sản trọn gói các bạn ạ. Nếu cần tư vấn thêm về dịch vụ này thì các bạn hãy comment ngay tại livestream nhé. Bên cạnh đó, khi chào đời tại Thu Cúc thì con còn được tận hưởng vô vàn các diện tích hoàn hảo như là mọi đồ dùng của con, quần áo, bao tay, bao chân, bỉm sữa đều sẽ được bệnh viện chuẩn bị từ A đến Z. 100% các ca sinh thường tại Thu Cúc đều do đội ngũ bác sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm trực tiếp đỡ sinh. Con được ra kề da với mẹ sau sinh, hưởng chọn những lợi ích của việc áp da sau sinh. Con được tiêm vitamin K và vaccine viêm gan B, hỗ trợ thực hiện sàng lọc sau sinh, lưu trữ tế bào gốc, miễn phí tái khám cho cả hai mẹ con nữa. Ngoài những tiện ích cho bé thì các mẹ sau sinh tại Thu Cúc đều được nhận những đặc quyền vô cùng hấp dẫn, khiến hành trình đi sinh của mẹ trở nên nhẹ nhàng như một kỳ nghỉ dưỡng. Đó là trong quá trình sinh nở thì mẹ sẽ được đội ngũ bác sĩ giỏi có thâm niên công tác tại các bệnh viện đầu ngành như bệnh viện Phụ Sản Trung ương trực tiếp đỡ đẻ mổ đẻ. Dù là đẻ thường hay là đẻ mổ thì mẹ bầu sẽ có trải nghiệm đi sinh rất nhẹ nhàng, không bị đau bởi có các phương pháp đẻ không đau cho các mẹ lựa chọn như là gây tê tủy sống cho sinh mổ và gây tê màng cứng cho sinh thường. Không chỉ vậy, mẹ còn được bác sĩ giỏi khâu thẩm mỹ vết mổ, khâu tầng sinh môn. Sau sinh thì hai mẹ con sẽ được nghỉ ngơi tại phòng lưu viện sang chảnh, cơm bưng nước rót tại giường. Để biết thêm cụ thể về các quyền lợi của mẹ trong mỗi gói thai sản cũng như là chương trình ưu đãi mà Thu Cúc dành tặng cho các mẹ thì chúng ta hãy comment inbox ngay nhé. Lúc này thì điều dưỡng của chúng tôi đang hỗ trợ cuốn khăn cho con đấy ạ. Vì là bé gái nên em bé của chúng ta sẽ được cuốn khăn màu hồng vô cùng là đáng yêu và nữ tính các bạn nhé. Tiếp theo thì con sẽ được điều dưỡng bế lại gần để tạm biệt mẹ đấy ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy là gương mặt của chị Huệ lúc này thì đang rất là lưu luyến con đúng không nào? Hai mẹ con hãy yên tâm ạ. Sau khi sức khỏe của hai mẹ con ổn định thì chúng ta sẽ được gặp nhau tại phòng lưu viện nhé. Vâng, và lúc này thì em bé của chúng ta đã được người nhà đón tay rồi. Bà của bé thì đang rất xúc động và vô cùng hạnh phúc khi được ngắm và bế cháu yêu đấy ạ. Một lần nữa thì chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới gia đình của chị Huệ. Sau khi được bà đón tay thì lúc này con đã được thực hiện áp da với bố rồi. Trước khi thực hiện áp da với bố thì ông bố của chúng ta đã được hướng dẫn sát khuẩn sạch sẽ để bảo vệ sức khỏe cho em bé rồi. Như các bạn đang thấy trên màn hình livestream thì ông bố của chúng ta ngày hôm nay đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được áp da với con và ôm con yêu trong vòng tay đúng không nào? Đây có lẽ là cảm xúc chung của tất cả những người đã và đang chuẩn bị làm bố các bạn ạ.
thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa được theo dõi quá trình vượt cạn phi thường của mẹ Trần Thị Huệ và có thêm nhiều kiến thức hữu ích về mang thai. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào muốn được giải đáp hoặc muốn tìm hiểu về dịch vụ thai sản trọn gói của Thu Cúc thì hãy inbox để chúng tôi tư vấn miễn phí nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo của bệnh viện.